trường thẩm mỹ Cetaback Beauty Academy trên vùng South Orange County, chuyên dạy tóc, facial, nail barber, professional makeup, nối lông mi, thầy cô kinh nghiệm và trường có cộng tác với những công ty lớn như Paul Mitchell, Poise Professional Makeup, Dermalogica, v.v. Sau khi tốt nghiệp bằng tóc, học sinh sẽ nhận được 43 unit tương đương với các unit của các trường đại học. Mọi chi tiết xin liên lạc Ý Nhi 714-981-6555, 714-981-6555. Kính thưa quý vị vừa theo dõi một ca khúc MV do nữ ca sĩ Băng Nhi, đó là Giết Người Trong Mộng của nhạc sĩ Phạm Duy, theo cái phối âm mới của anh nhạc sĩ Trung Nghĩa cho bà xã mình. Hèn chi cái gì nó cũng phải mới lạ và theo cái tuổi cũng như cái thời bây giờ, phải không em? Cái gì nó cũng phải lạ và cho nó trẻ trung. Nói tới cái chương trình mà sắp tới đây đó, là cái chương trình ra mắt CD của em, thì tại nhà hàng Blue là vào lúc mấy giờ em? Dạ vào lúc 9 giờ tối và về sớm chắc cỡ 5-6 giờ sáng, tại vì rất là đông các anh chị em nghệ sĩ đến ủng hộ cho em và các nhân chương trình. Đương nhiên đúng rồi, tại vì chị biết là anh Nghĩa cũng vậy, em cũng vậy, cũng tích cực giúp đóng góp rất là nhiều cho chương trình, cho tất cả các anh chị em nghệ sĩ khác lúc mà họ cần. Chứ bây ngược lại đến em gái mình ra mắt cái CD, rồi em gái mình được coi như là debut ra cho khán giả biết, thì chị nghĩ là cũng rất là nhiều anh chị em sẽ đến ủng hộ cho em được hôm đó. Nghe ông xã em khoe là nào là có hai ba ban nhạc, rồi có anh Hoàng Ti Ti, rồi đủ thứ, bây em có thể giới thiệu thêm chút xíu. Em cảm thấy em lucky lắm, tại vì có nhiều anh chị nghệ sĩ đến ủng hộ rồi mà lại được hai ban nhạc nữa. Tại vì ban nhạc thứ nhất là ban nhạc của Ben Blue, và ban nhạc thứ hai là do anh Hoàng Thi Thi. Rồi Ben của anh Hoàng Thi Thi và được anh Hoàng Công Luận, như là anh nhạc sĩ Lê Quang là cũng là cha đẻ của bài Khi trong album của Ben Blue. Thì là trong đêm đó có nhiều anh chị em nghệ sĩ. Và nhân tiện đây thì cũng cho Băng Nhi xin được cảm ơn tất cả các chị anh chị em nghệ sĩ đã giúp đỡ cho Băng Nhi và ủng hộ cho Băng Nhi, cũng như là cảm ơn chị Phi Khanh của Vũ Trường Blue đã cho Băng Nhi, tạo điều kiện cho Băng Nhi để có một cái buổi tối thiệt vui vẻ và tráng đi quẩy. Đúng rồi, tại vì một cái CD đầu tay và cũng như một cái chương trình mà đầu tay cho mình không đó, thì đối với một ca sĩ được một cái chương trình như vậy thì cái sự khích lệ nó rất là lớn. Là cũng được nhờ sự ngoài ra cái thương yêu của ông xã mình, được các tất cả anh chị em nghệ sĩ thương mến và đến với mình, chị cảm nhận được cái lòng gọi là cái yêu mến của tất cả mọi người đến với em, nhất là anh Nghĩa. Rồi gần đây đó thì ngoài ra thì chị thấy vừa rồi thì anh Nghĩa cũng có nói chuyện sơ sơ với chị về vụ có một cái show chương trình cũng sắp đây nữa, là chương trình của nhạc sĩ Anh Tài. Em có biết về cái chương trình đó hay không em? Dạ em cũng có biết và em cũng nói với anh Nghĩa là thì hiện tại anh Tài đang như vậy đấy, thì mình nên làm một cái gì đó để cũng như là ủng hộ cho anh để anh có như là cái tinh thần và sức khỏe để anh mau chóng hồi phục lại. Để cái gì sau cái phần mình nói chuyện đi thì chắc phải mời anh Nghĩa vào đây để mà cùng ngồi chung với chúng ta để mà có thể là hỏi sơ sơ chút xíu, tại vì anh Nghĩa dù sau chăng đi nữa anh cũng giúp đỡ rất là nhiều người làm cho những cái show, cũng như là đại diện cho cũng rất là nhiều ca nhạc sĩ để mà làm những cái show. Bây giờ nói cái show của em trước đây. Bây giờ cái show của em là vào ngày 2 tháng 8. Cái show của em là không có bán vé. Thế là anh, tất cả quý vị nào yêu mến Băng Nhi thì cùng nhau đến Blue trong vào ngày thứ 6, ngày 2 tháng 8. Và nếu như quý vị nào mà có như mình đi rất bạn bè thì có thể gọi cho Băng Nhi và qua số phone là 714-468-3235 hoặc là 714-725-9116 để mà mình lựa được cái bàn, cái chỗ của mình. Tại vì nói tới mà không có bán vé đó thì thường thường nó rất là khó kiểm tra. Vì mình không biết ai vô
và ai có vé và ai không có vé. Và nhất là những người mà VIP đi, thì mình phải có một cái sự tổ chức nó như thế nào với công em. Thì tốt nhất quý vị cũng gọi thẳng đến cho Băng Nhi để mà chẳng hạn mình cần cái bàn VIP, thì quý vị nào mà hay đi quen VIP thì chúng ta đặt chỗ trước để cho Băng Nhi cũng như anh Trung Nghĩa có cái sự thu xếp cho nó gọn gàng, chứ không là vô mà ai nấy ngồi thì. Nhưng mà cái hay nữa là ở nhà hàng Blue thì có rất là nhiều đồ ăn ngon. Quý vị đến ăn tối là không có bao. Mình vừa ăn, có thể mình vừa ăn tối rồi mình uống nước ở đó rồi mình đi ra mình... Đúng rồi, thì ở lại cho đến sau 9 giờ bắt đầu phải không em? Dạ. Thì bốn đất ngoài ra em là một người ca sĩ chính bắt buộc rồi, tại vì đây là cái đêm ra mắt của em. Dạ. Thì ngoài ra còn những ca sĩ nào sẽ đến ủng hộ cho em? Dạ, cũng đông lắm, nhưng mà em nói sơ sơ. Được, đi nói đi. Một số anh chị nghệ sĩ, ví dụ như là ca sĩ Thanh Thảo Búp Bê, Hồ Hoàng Yến, rồi Trang Thanh Lan, Phương Hồng Quế, rồi Henry Chúc, Công Thành Liên, rồi nhiều lắm. Nhiều lắm. Rất là nhiều anh chị em nghệ sĩ. Vậy là quý vị cũng hiểu là một chương trình là đầy đủ các ca sĩ nổi tiếng từ đàn anh, đàn chị, đàn cô, đàn chú. Đừng nói đàn em, đàn em thì mình bỏ bên. Đàn anh, đàn chị, đàn cô, đàn chú, đàn bác đều đến sẽ có mặt đêm hôm đó. Thì nếu mà quý vị nào, quý vị cũng biết mình không có bán vé thành thử đi, nhưng cũng cần một cái điện thoại để mà quý vị có thể đặt chỗ. Nhất là quý vị nào đặt bàn, thường thường là em biết đó, tuy rằng là ở Blue mình phải mua vé VIP rồi mình mới được ngồi cái bàn VIP, rồi mình còn phải mua rượu nữa. Còn đằng này bây giờ là coi như quý vị không cần mua một vé gì hết. Ai tới sớm thì mình được vào chỗ ngồi sớm, nhưng mà cái bàn VIP thì lúc nào cũng sold out hết em ạ. Dạ đúng rồi. Phải không? Thì quan trọng nhất là phải gọi cho Băng Nhi càng sớm càng tốt để có thể dễ cho thu xếp. Một lần nữa, tiếng số điện thoại của em là số mấy? Dạ 714-468-3235, hoặc số phone của xã em là 714-725-9116. Vậy cái đêm đó ra mắt CD, vậy em có bán CD rồi ký tên CD, thì cái đêm đó của em nó như thế nào? Dạ thì em không bán vé, nhưng mà ví dụ anh chị nào mà yêu mến Băng Nhi hay là muốn ủng hộ cho tinh thần cho một đứa em vừa mới ra đời thì có thể là mua CD ủng hộ cho Băng Nhi, để như là Băng Nhi có động lực để tiếp tục cái đam mê của mình. Đúng rồi, đúng rồi. Nhất là những cái CD như quý vị sẽ thấy một cái bìa rất là trị giá. Thường thường cái bìa ngày xưa chị cũng làm bìa như vậy đó, thì nó tốn kém rất là nhiều. Thì bây giờ thì đối với anh Nghĩa, ảnh cũng có những cái connection làm cho cái bìa nó rất là dễ thương. Và đêm đó là for sure là Băng Nhi sẽ ký tên và cũng như print có rất là nhiều khán giả, phải không em? Dạ. Rồi, thì cái CD phát hành cũng là cái ngày đó. Và nếu mà quý vị nào ở xa xem được cái chương trình mình, các nhà muốn mua CD thì như thế nào? Dạ thì vẫn gọi cho em qua cái số phone ấy rồi. Ví dụ như địa chỉ nào thì em sẽ gửi đến cho quý khán giả. Thì khán giả trả tiền như thế nào? Thì em phải suy nghĩ ạ. Dạ. Bây giờ mình đầu tay mình làm ra như vậy thì mình cũng phải có chẳng hạn như credit card online. Em có thể là em đi diễn thì quý khán giả nào ở gần đó thì đến ủng hộ Băng Nhi luôn. Đúng rồi, cái đó cũng là một cái tốt. Nhưng mà chẳng hạn như em chưa đi tới mà khán giả yêu mến em thì quý vị cũng có thể vào Facebook của em được không? Thì em có Facebook không? Dạ có. Facebook của em là Băng Nhi Xuyên Võ hoặc là Trung Nghĩa Nguyễn. Thì quý vị mua ủng hộ cho Băng Nhi chắc Băng Nhi free ship. Free shipping. Thì quý vị biết là một cái CD thì quý vị có thể gọi hoặc là inbox cho cô ca sĩ nhỏ bé này. Rồi cũng như hoặc là có thể liên lạc đến cho anh Trung Nghĩa để mà mua được cái chiếc CD này sau cái ngày phát hành, đó là ngày 2 tháng 8. Còn quý vị nào mà lân cận ở quận Cam với chúng ta thì quý vị cũng có thể đến và xem và cũng nhìn thấy được cô khả ái mặc cái đồ bộ này hôm nay rất là dễ thương. Thì ngày hôm đó là chắc là cô sẽ thay nhiều bộ đồ để mà ra mắt quý vị, phải không em? Dạ chắc được 2-3 bộ thôi. 2-3 bộ thôi, 2-3 bộ cũng khá nhiều rồi đó. 2-3 bộ thì đem ra mắt CD và cũng như là cái đêm ra mắt đầu
cái CD đầu tay của Văn Nghi là vào ngày 2 tháng 8 vào tối thứ sáu, quý vị ở vũ trường Blue. Xin quý vị gọi thẳng đến cho anh Trung Nghĩa cũng như Văn Nghi để mà lấy được những cái chỗ ngồi hoặc đặt những cái bàn VIP càng sớm càng tốt. Để chị vào quảng cáo, tôi cũng nhờ cũng muốn là gửi đến cho quý vị một đoạn trích đoạn nhỏ nhỏ cái bài số 2 của em, thì mời em giới thiệu một cái bài số 2 để mình chút chút để mình vào quảng cáo em. Vậy thì em sẽ gửi đến quý vị một cái cũng như là cái lạc trong ký ức ha. Sẽ là bài mới đó. Ôm đi. Rồi. Một khúc của đại. Đúng rồi. Dạ. Em nghe yêu thương lành xa với anh chỉ là thoáng qua, còn đây trong em biết bao điều xót xa vui buồn của hai chúng ta. Sau những yêu dấu ngọt ngào là nỗi đau tê tái xanh xao, anh có hay biết không nào, mất anh đời quá lâu đau. Từ đây em bước cô đơn trên con đường vắng lối xưa, giờ lạ bước chân lạc trong ký ức mỗi đêm tàn ánh trăng hiu quay. Lòng em xa băng, em biết không thể quay lại, và tiếng trái tim này hình bóng ấy không phải nhà. Dù em đã cố quên đi, sao anh cứ tìm về trong những giấc mơ của em. Dù em đã cố quên đi, cố quên anh đi, mà sao lòng còn hoài nhung nhớ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.